Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh MyBitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới mọi người là dự án Sam Life. Hướng dẫn mọi người là tham gia vào cái airdrop để nhận con token SO đến từ cái dự án Sam Life này nha các bạn. Thì ngoài nhận token ra thì các bạn sẽ còn có cơ hội nhận được những cái mảnh land. Land nghĩa là đất ở trên của cái dự án này nhé. Thì đây là nó làm về mảng Metaverse thôi. Ok, thì dự án Sam Life này thì trước đây chúng ta cũng đã làm rồi. Trước đây mình cũng đã hướng dẫn các bạn là claim con token SO về ví rồi. Thì hiện tại nó đang có chương trình airdrop mới thì chúng ta cứ tham gia đi ha. Ok, thì đây là cái thông tin trên Medium của dự án. Thì này nó sẽ còn 7 ngày nữa nó sẽ kết thúc nha các bạn. Còn 7 ngày 19 tiếng nữa nó sẽ kết thúc. Thì nó sẽ diễn ra cho tới ngày sau ngày vào ngày 6 nha các bạn. Vào tháng 6 nó sẽ kết thúc. Ok, thì đây là cái chương trình airdrop của họ này. Thì đây là hoạt động 1 này. Thì hoạt động 1 có nghĩa là nó cho là các bạn chỉ cần là connect với lại của các bạn vào rồi các bạn chọn một mảnh land bất kỳ, các bạn tham gia vào cái mảnh land đó là xong thôi. Thì khi mà các bạn tham gia vào một cái mảnh land bất kỳ thì các bạn sẽ được ăn chia, đó là tất cả chúng ta sẽ được ăn chia là 200 triệu đô la token SO này nhé. Ok, thì tiếp theo đó thì về phần thưởng với lại là hoạt động thứ hai. Hoạt động thứ hai đó nghĩa là giới thiệu bạn bè. Thì giới thiệu bạn bè các bạn cứ giới thiệu lấy link red đi giới thiệu bạn bè thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được một cái mảnh len nhé, và được chia sẻ thêm phần thưởng đó là 200 triệu đô la token SO khác nữa nhé. Ở đây nó sẽ có hai hoạt động. Ok, thì để tham gia vào cái airdrop này cũng đơn giản thôi. Các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó nó sẽ có cái giao diện như thế này. Tiếp theo đó thì các bạn connect với lại cái ví MetaMask của các bạn. Các bạn nhớ chuyển đổi sang mạng lưới BSC nhé. Các bạn chuyển đổi sang mạng lưới BSC, Binance Smart Chain ấy. Sau đó các bạn connect với. Sau đó thì cái ví MetaMask nó sẽ yêu cầu các bạn ký và xin. Thì các bạn nhấn vào nút xin ký nhé. Ok, sau khi các bạn xin ký xong thì các bạn sẽ thấy cái map như thế này. Đây là các mảnh len của cái dự án này. Thì trên cái những mảnh mảnh len này các bạn có thể là chọn những cái mảnh len bất kỳ nhé. Các bạn sẽ có thể là các bạn nhấn vào những mảnh len bất kỳ lớn hoặc nhỏ nhé. Các bạn nhấn vào chọn một mảnh len bất kỳ rồi chúng ta tham gia thôi. Ok, thì các bạn muốn chọn mảnh len nào cũng được. Thì những người mà có tham gia vào những cái ở phần publisher này này thì ở ngoài lại là tổng total số lượng tài sản của những cái người đó trên ví nó sẽ cộng lại tất cả trên đây thì nó sẽ được chúng ta sẽ được chia đều nhé. Thì đây mình thấy thì các bạn cứ tham gia vào cái ô ở trên này này các bạn này, cái ô ở trên cùng này, cái ô lớn ở trên cùng này này, đó là lan trừ 8 và lại là trừ 88 này này, thì chúng ta sẽ ăn chia được là khoảng là nó chia tổng ta là khoảng là nhiều hơn nhé. Ok, thì các bạn cứ tùy chọn thôi, các bạn muốn chọn cái lane nào cũng được nhé. Ok, thì các bạn nếu sau khi các bạn chọn lane xong, các bạn chọn một lane bất kỳ xong thì sau đó thì các bạn ở bên các bạn sẽ gặp được một thông tin, đó là cái thông tin là be a resident này, có nghĩa là chúng ta là tham gia vào cái lane này. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái nút thêm, cái nút là be a resident này này, chúng ta tham gia vào cái lane này. Ok, các bạn nhấn vào. Ok, thì sau khi các bạn thêm xong thì sau khi các bạn thêm xong thì nó sẽ hiện ra cái nút là Lead Land, là có nghĩa là các bạn đã tham gia vào cái land đó thành công nhé. Đây này, thì ở bên thông tin đây nó sẽ hiện ra của bạn. Thì ở các bạn nếu mà các bạn nếu mà tài sản NFT của các bạn càng cao á, càng nhiều á thì các bạn sẽ được ăn chia là con token thêm là con token SO thêm á, có nghĩa là ăn chia thêm á, các bạn sẽ được nhiều hơn thôi. Hoặc là nếu mà các bạn muốn đổi cái một cái lan khác á thì các bạn chỉ cần nhấn vào một cái lan khác thôi nhé, rồi các bạn nhấn vào nút be resident này này, các bạn nhấn vào rồi các bạn chấm nhấn vào nút chấp nhận chúng ta là chuyển lan. Ok, các bạn nhấn vào nút confirm thôi và chuyển lan như vậy là xong thôi. Ok, thì sau khi các bạn tham gia lan thành công rồi thì để lấy link red thì cái hoạt động 1 á thì các bạn chỉ cần tham gia lan thôi nhé. Các bạn chỉ cần tham gia lan như thế này thôi thì các bạn sẽ được ăn chia là 200 triệu token SO.
Và để lấy link red, về cái hoạt động 2 để lấy link red để có cơ hội nhận được một cái NFT land nữa, thì các bạn nhấn vào phần một profile giúp mình. Thì bên trong một profile này, các bạn nhấn vào cái mục đó là mục contribution này, này nó có hình lửa này nha. Các bạn nhấn vào đây thì các bạn sẽ thấy được cái link red của các bạn thôi nha. Các bạn sẽ thấy được cái link red của các bạn ở đây. Các bạn có thể là copy link red đi giới thiệu bạn bè, hoặc là các bạn chích chết rồi đó nhé. Ok thì như vậy là xong thôi. Ok thì vào ngày 3 tháng 6 nó sẽ có công bố nhé, nó sẽ kết thúc airdrop này và nó sẽ công bố cho ông ta thôi. Tới đó mình sẽ update sau cho mọi người. Ok thì như vậy là cái video mình hướng dẫn mọi người tham gia vào cái airdrop đến từ dự án Samline nhận token SO và LAN đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.